Miền quê Đô Bóc thân mến chào các bác tài nhá. Đây em đang ở trên cái đoạn vành đai chuẩn bị xuống nút giao Pháp Vân Cầu Rẽ nhá. Đi qua đoạn này thì các bác lưu ý ở vài cái điểm lối giao thông em thiết chỉ cho các bác nhá. Đây là một cái nút giao rất là quan trọng và rất là phức tạp về hệ thống giao thông tại Hà Nội nhá các bác nhá. Bác nào mà đi qua đoạn này thì có mấy cái điểm lưu ý. Khi chuyển làn nhá các bác, đến đoạn này thì bắt đầu có hệ thống cam giám sát nhá của bốt công an ở ngay bên dưới các bác nhá. Đấy, nếu các bác rẽ xuống thì các bác bắt đầu xi nhan để rẽ nhá. Còn bác nào đi thẳng thì ta chuyển làn sang bên kia để đi xuống ở bên lối xuống cầu Thanh Trì bên kia. Đây các bác lưu ý là nó có cái vạch nhá. Vạch rời các bác thấy không ạ? Chúng ta sẽ đi theo hướng xi nhan xuống. Các bác để ý cục tròn tròn không đấy, cái đấy là hệ thống người ta soi để quan sát để bắt lỗi giao thông ấy. Các bác cùng theo dõi nhá, thì em sẽ chỉ cho các bác tiếp tục ở bên dưới nhá. Đấy các bác chuyển sang. Đây xuống đây sẽ thường là sẽ có bốt ở chỗ này để làm đấy. Vấn đề xi nhan cho mọi người nhá. Vấn đề xi nhan. Đi xuống bên đây gần đến đây rồi mới tắt xi nhan nhá. Đấy. Chuyển làn ra làn ngoài nhá. Đấy các bác thấy cái bốt giao thông ở kia không ạ? Xi nhan chuyển làn ra ngoài. Đấy bây giờ bắt đầu xi nhan để chuyển làn đấy. Các bác kia vừa bị bẫy vào rồi kìa. Thấy không? Đi xuống cái nốt này nó rất là quan trọng luôn, nhiều xe rất bị bắt ở cái lỗi này đây. Các bác thấy không? Đấy như thế này là hỏng ăn rồi. Đấy tiếp đến các bác đến đây là các bác phải xi nhan rẽ xuống nhá, còn một lối đi Hà Nam này. Đấy các bác muốn rẽ về đường rẽ về cầu Rẽ nhá thì các bác rẽ về bên này đấy ạ. Đây là về trung tâm Hà Nội rồi. Đây các bác lại về như thế này là các bác sẽ rẽ đi hướng đi Yên Sở nhá. Hướng đi Yên Sở và đi cầu Thanh Trì nhá. Và ở cái đoạn bên dưới này em sẽ chỉ cho các bác một cái lối nữa. Ở bên dưới là một vòng bốt nữa nhá các bác nhá. Đi nó xong mới quay lại em ơi. Rồi. Đây nha các bác nha các bác. Các bác bật xi nhan để lối rẽ nhá. Cái vòng xuống này em đi đây các bác, em sẽ chỉ cho các bác cái lối nhá. Cái lối ở đây là rất nhiều các bác bị này. Không được đè vào vạch liền nhá mọi người nhá. Đấy các bác thấy cái vạch rồi ạ. Cái vạch rồi nhá, xi nhan sang chưa được chuyển làn nhá. Nào chuyển làn. Bắt đầu chuyển làn được xi nhan nhá, đi hết vạch liền nhá. Đây các bác nhìn thấy không? Vạch rồi này. Đi hết cái vạch liền này này, các bác hơi mờ vạch liền đấy. Các bác mà đè đấy là bị ăn được cái bốt này luôn này. Đấy thấy chưa? Có cái bốt ở đấy rồi. Xi nhan chuyển làn nhá. Đấy các bác phải xi nhan đúng chuyển làn theo làn luôn thì các bác mới được đi đây. Mấy thằng lòn nó đang ở đây này mọi người nhá. Đấy các bác thấy không ạ? Rất nhiều bị xử lý luôn. Tại vì chỉ vì cái lỗi này thôi. Đây nhá, ở đoạn đường này là mình lưu ý không chỉ riêng các bác tài thôi nhá, mà các bạn đi xe máy là không được vào đường này luôn. Đường này nó cấm xe máy vào đây luôn, vào đây là bị xích liền rồi. Đấy các bác thấy cơ động người ta ở kia chặn tận kia cơ mà. Đây là một cái nốt giao thông phức tạp nhất nữa. Mình không phải chỉ để cho các bác làm láo đâu, nhưng mà chỉ để các bác đi đúng thôi nhá. Đây này, thằng lồn này nó đang đi ngược đường đây này bà con này. Đây này các bác thấy không ạ? Đây các bác nhá. Không được nói tàu. Không được nói đâu. Đây nhá các bác, đây là cái điểm cầu Rẽ Pháp Vân. Một cái nốt giao thông nó rất là phức tạp luôn. Xe máy các bác không định đi đường ngược và lại vào đây nhá. Vào đây là bị xích luôn đấy. Đây hôm nay em đi với một bác tài đây, dân 36 đây, rất là đẹp trai đây. Cảm ơn bác tài đã đi đúng đường nha mọi đấy, người. Đấy bác tài này. Mọi người nhá. Đâu bác tài chào mọi người đấy. Chào mọi người nhá. Đấy. Các bác lưu ý nhá, khi chúng ta rẽ về bên kia chúng ta phải đoạn này mà các bác vừa đèn đỏ là hỏng ăn luôn đấy. Giúp đỡ cho anh em đi đường thôi. Giúp đỡ anh em đi đường thôi, không phải là để chỉ cho anh em làm láo đâu. Dưới này là nhiều xe đường biển tỉnh đi hay dính lắm. Đấy. Là mọi người đi phải chú ý vào. Các bác không để ý là chỗ này là có người lái dắt giao thông luôn. Như không được đè vạch rồi đinh tai tinh. Đây nhá. Đấy. Xi nhan chuyển làn đúng. Các bác rẽ đi bên Yên Sở các bác thấy không ạ? Đây này. Còn nếu như mà chuyển làn sai thì đấy. Bây giờ là rẽ đi về hướng Yên Sở cầu Thanh Trì nhá. Rồi em chỉ chia sẻ kinh nghiệm với các bác thôi. Đây là rẽ đi Yên Sở này. Đi về hướng cầu Thanh Trì nhá các bác nhá. Đấy. Các bác lưu ý rất là qua đoạn này rất là quan trọng luôn. Em cảm ơn các bác nhá. Chúc các bác tài đi lại luôn luôn gặp may mắn này, vạn dặm bình an nhá. Cảm ơn các bác đã
theo dõi clip của em và nhớ đăng ký kênh để đón xem rất nhiều clip lang thang Hà Nội của em nhé. Cảm ơn rất nhiều.